Kính chào các bạn, hôm nay ngày 23 tháng 6 2019, chúng ta có mặt ở đây ở ngay trước cửa trung tâm thương mại Đồng Xuân Berlin, nơi mà rất nhiều người Việt Nam hàng ngày vẫn qua đây để mua bán và kinh doanh cũng như là buôn bán. Và ở đây cũng rất nhiều những người Đức từ khắp nơi trên nước Đức họ đến để mua hàng và họ bán lại, và những người Việt Nam, cũng cửa hàng Việt Nam cũng như vậy. Và gần đây trong thời gian khoảng một tuần nay thì báo chí Đức liên tục đăng tải những thông tin rất quan trọng đối với người Việt Nam. Đây các bạn hãy xem, đây là bài báo rất quan trọng. Và ở đây là khu trung tâm, trước cửa vào trung tâm thương mại Đồng Xuân Berlin. Ở đây có bến tàu điện. Và trong những bài báo này thì họ nói về cái việc mà là 474 trẻ con Việt Nam, trẻ em Việt Nam đã bị mất tích ở Đức. Tức là ở Berlin, tức là toàn bộ Berlin là 474 trẻ em bị mất tích. Đây là cảnh sát, đây là thông tin của cảnh sát đưa ra. Và ngày hôm nay chúng tôi làm cái tường thuật ở đây ngay trước cửa cái trung tâm thương mại Đồng Xuân để nói rõ hơn với các bạn về những cái vấn đề đã và đang và sẽ xảy ra trong thời gian sắp tới. Như các bạn đã biết thì nước Đức là một thủ đô có là Berlin, và ở đây thì rất đông người Việt Nam sinh sống, và đặc biệt là ở đây thì có cái trung tâm thương mại và rất nhiều người Việt Nam thường xuyên đến đây, và những cái xe và với biển số của những cái nước khác nhau cũng đến đây để mua bán, trao đổi và giao lưu văn hóa. Các bạn cũng thấy đây là hình ảnh của trong khu trung tâm thương mại này do các báo chí Đức đã đăng. Họ đăng ở đây là bán rất nhiều hàng, những mặt hàng được nhập từ Trung Quốc, từ Pakistan, India, Ấn Độ và rất nhiều nước khác đã buôn bán ở đây. Nhưng mà điều mà báo chí Đức đã đăng tải trong thời gian ít ngày vừa qua đó là việc mất tích của 474 trẻ em Việt Nam tại Berlin. Đây là thông tin của cảnh sát Đức đưa ra. Và tại sao họ mất tích thì đây là đài truyền hình RBB của chính phủ Đức đã đưa ra những thông tin mà họ đã bị mất tích. Đây các bạn xem, đấy là hình ảnh của những người Việt Nam đã phải đi qua rất là nhiều nước, từ Hà Nội qua Moscow đến Warsaw, Ba Lan và cuối cùng đến Berlin, và sau đó họ đi đâu nữa thì cái việc đó là cảnh sát vẫn đang điều tra. Và 474 người đã bị mất tích như thế này, đây là số lượng của những người trẻ em vị thành niên, tức là những người ít tuổi. Thì các bạn cũng đã thấy đài truyền hình của RBB 24 họ đã đưa những cái thông tin cụ thể. Đấy là hình ảnh những cái người Việt Nam bị cảnh sát kiểm tra và thấy phát hiện được trong những cái thùng xe tải được đưa từ những cái nước Đông Âu cũ, tức là từ Ba Lan và sang Đức. Hình ảnh này do hải quan của Ba Lan đã đưa. Và cái thông tin này đã gây ra một cái xáo trộn rất lớn trong cộng đồng và cái quan tâm của những cái người Việt Nam cũng như người Đức ở đây, bởi vì họ từ trước đến nay họ luôn nghĩ rằng là người Việt Nam ở đây có cuộc sống đã ổn định, nhưng hiện nay lại phát hiện ra đột xuất là hơn 474 trẻ em Việt Nam bị mất tích, thì là một cái điều mà người Việt Đức họ rất ngạc nhiên. Và đây là cái thông tin của cảnh sát Berlin vừa đưa ra ngày hôm nay, ngày 21, về cái việc mất tích của trẻ em Việt Nam ở Berlin. Những con số cụ thể, những chi tiết cụ thể thì chúng tôi sẽ tiếp tục đưa. Và các bạn đang đứng trước khu trung tâm thương mại Đồng Xuân ở Berlin, nơi tập trung rất nhiều người Việt. Và ở đây có cái bến tàu điện rất lớn, hai chiều để nhiều người có thể đi và đến đây. Và cảnh sát hiện nay vẫn đang tiếp tục điều tra về những cái vụ mất tích trẻ em này. Và báo chí Đức cũng như cảnh sát Đức luôn luôn cung cấp, cập nhật thường xuyên những thông tin mới nhất về cái việc, về cái đề tài rất nhạy cảm này. Vâng các bạn. Và đây là ông Kamen. Đây là ông Kamen. Ông Kamen là giám đốc của cảnh sát bang Berlin, bang Brandenburg. Đây các bạn đã thấy. Và theo như thông tin của ông Kamen đưa ra trong cái phỏng vấn báo chí ngày 21 tháng 6 vừa qua, thì được biết là có 472 người, tức là trẻ em Việt Nam đã bị mất tích ở Berlin. Và đây là một cái sự kiện rất lớn, xảy ra rất lớn trong cộng đồng, cũng như là trong cái số người, lượng người Đức ở đây, ở Berlin, họ rất quan tâm về cái việc mà trẻ em Việt Nam tại sao lại sang Đức và tại sao lại mất tích như vậy. Đây là hình ảnh của ông giám đốc công an của bang Brandenburg, ông Kammer, người đã cung cấp thông tin này. Và đây là hình ảnh tiếp của ông
Chomsky là Staatsanwaltschaft, tức là cái công tố viên, công tố trưởng của Ba Lan, người đã cung cấp những cái thông tin và những hình ảnh video về cái việc mà họ đã bắt giữ rất nhiều người Việt Nam đi qua đường Ba Lan để vào Đức trên những chiếc xe thùng và nhiều cái phương tiện khác nhau. Và đây là thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được, với việc là trên 400 người Việt Nam, tức là 472 người Việt Nam đã mất tích. Đó là những em bé, những trẻ em Việt Nam, tức là dưới tuổi vị thành niên, họ đã vào Đức. Và hiện nay cảnh sát Đức cũng như Ba Lan và các nước châu Âu đang tiếp tục điều tra để tìm hiểu cái nguyên nhân và tìm những cái người bị mất tích này. Cũng trong cái ngày hôm 21 tháng 6 là cái ngày mà báo chí cách mạng Việt Nam đây, thì các bạn đã thấy đây là hình ảnh ông đại sứ Nguyễn Minh Vũ. Và ông Nguyễn Minh Vũ là một cái người mà đại sứ mới sau nhiệm kỳ của ông đại sứ Đoàn Xuân Hưng đã tới Đức để nhận nhiệm kỳ. Và ngay lập tức khi mà nhận được những cái thông tin mà ông Nguyễn Minh Vũ biết về việc mà đã cảnh sát bắt đầu đưa ra việc là hơn 400 người Việt, trẻ em Việt Nam bị mất tích, thì ông Nguyễn Minh Vũ đã có cuộc gặp trong một cái hội nghị của báo chí của cộng đồng ở đây, đó là ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, và ông ta đã phát biểu và trong cái hội nghị báo chí đó. Vậy phải chăng là cái việc mà ông Nguyễn Minh Vũ, tức là đại sứ Việt Nam tại Đức, có tham gia hoặc là có cái ẩn ý gì trong cái việc mà mong muốn rằng là có thể điều hành và có thể là can thiệp vào cái những cái thông tin của báo chí của người Việt tại Đức? Thì cái điều này thì chắc chắn là trong thời gian tới bên an ninh Đức cũng sẽ tiếp tục điều tra, hoặc là những cái người hoặc là những trang báo khác ở Đức họ sẽ tiếp tục đưa tin về cái việc này, là ông đại sứ Nguyễn Minh Vũ là cái người đã tham gia vào cái cuộc gặp ngày 21 tháng 6, ngày báo chí cách mạng vừa qua, với sự tham dự của rất nhiều những người viết tin trong cộng đồng. Và cái điều đặc biệt là tất cả những người này trong thời gian vừa qua không hề đưa những cái thông tin đó, là những thông tin là hơn 400 người Việt, trẻ em Việt Nam bị mất tích ở Berlin. Và cái việc này có phải là sự chỉ đạo của Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin hay không, thì cái điều đó vẫn sẽ tiếp tục được điều tra. Và đây các bạn nhìn thấy hình ảnh ngày 21 tháng 6 năm 2019. Đây là hình ảnh mà những cái người gọi là phóng viên cộng đồng được cùng ông đại sứ Nguyễn Minh Vũ tặng hoa và thảo luận những cái việc gì đó. Mà sau đó thì những cái người này không hề đăng tin về những cái việc mà trẻ em Việt Nam, hơn 400 trẻ em Việt Nam đã mất tích trong thời gian vừa qua tại Berlin. Và hiện nay cảnh sát Đức cũng như viện công tố tiếp tục đang điều tra về cái việc này. Và chúng ta đang đứng trước cửa trung tâm thương mại Đồng Xuân ở Berlin, nơi mà trong cái bài báo, tất cả các bài báo cũng như là những cái báo cáo của cảnh sát Đức có nói rất rõ về việc là những cái đường dây đưa người họ đã vào đây, và họ từ đây họ đi những cái nơi khác. Và cảnh sát Đức cũng đã xác nhận điều đó. Và đây là hình ảnh thêm về những cái bắt giữ của cảnh sát Ba Lan đối với những người Việt Nam vượt biên. Đây là những người rất trẻ và họ đều khai dưới tuổi vị thành niên, tức là nhỏ tuổi, và phải đưa vào những cái dung am, là những cái nơi mà để chăm sóc những cái thanh thiếu niên nhỏ tuổi. Nhưng mà thực tế thì trong những bài báo mà phía Đức và các thông tin của viện công tố cũng như của cảnh sát Đức đưa ra, thì họ là những cái người mà hơn tuổi trưởng, đã có những người 20, 25, thậm chí 30 tuổi, nhưng họ vẫn khai là dưới tuổi vị thành niên để được đưa vào những cái trại chăm sóc trẻ em. Và từ đây thì sau thời gian một thời gian ngắn thì những cái người đó đã mất tích khỏi nước Đức và không thể kiểm tra và không thể biết được họ đi đâu. Và Đức chỉ cho rằng là đưa vào danh sách mất tích. Và bây giờ thì chúng ta đã biết rằng có hơn 472 người, theo như cảnh sát báo, 472 trẻ em Việt Nam đã mất tích ở Berlin. Và các bạn đang đứng trước cái khu vực này, đây là trước khu chợ Đồng Xuân. Và đây là những cái bến tàu điện mà nơi rất là nhiều người Việt Nam đi và đến, như các bạn đã thấy. Và đây là giống như một cái Hà Nội thu nhỏ. Và trong những cái bài báo đó thì đều nói rằng là rất nhiều những cái đường dây đưa người, và họ đã dùng vào đây để từ đây lại tiếp tục đi những chỗ khác. Và cái điều cũng rất là buồn là đây là hình ảnh mà các bạn nhìn thấy rất rõ. Đây là hình ảnh của những cảnh sát Đức, họ đang cáng một cái người nằm trong cái hình màu xanh này. Đây là cáng một cái xác của một người Việt Nam. Tôi xin cung cấp thông tin là ngày 29 tháng 6 2018, trong một cuộc bố giáp của lực lượng cảnh sát Đức nhằm bắt những người thanh niên Việt Nam bị bác đơn xin tị nạn tại quận Lichtenberg, thành phố Berlin. Trước sự hoảng sợ bị trục xuất về nước, 4 người thanh niên Việt Nam đã nhảy qua cửa sổ tầng 5 chung cư xuống. 2 người rơi xuống tầng 4, còn lại 2 người kia không may rơi xuống đường.
bê tông khiến một người bị chết ngay tại chỗ, còn một người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Và đây là cái người mà bị chết ngay tại chỗ, bởi vì người ta đã, ông này, anh này đã nhảy từ cái tầng cao xuống thẳng cái nền bê tông khi trốn cảnh sát và ông đã bị chết. Thì đây là một trong những cái bằng chứng rất rõ ràng về việc mà rất nhiều thanh niên và rất nhiều trẻ em Việt Nam đã sang đây và sau đó bị mất tích mà không để lại bất cứ dấu vết nào, và hiện nay cảnh sát Đức vẫn đang điều tra. Và sau đây tôi xin xem quay một chút về những cái quang cảnh xung quanh để các bạn biết được cái khu vực này và cũng như những cái thông tin tiếp theo. Đây là đối diện, khu đối diện. Đây là khu vực bến tàu điện, nơi có rất nhiều người Việt Nam đến và đi từ khắp nơi trên thế giới. Và họ đến đây họ mua bán, trao đổi thông tin, trao đổi văn hóa, và cả những người Đức người ta cũng đến đây để gặp gỡ, giao lưu, thưởng thức những cái món ẩm thực của Việt Nam. Và đây là ngay trước cửa trung tâm thương mại Đồng Xuân Berlin, nơi đây mà trong cái tờ báo đã đăng, và tôi xin đọc cái thông cáo báo chí của cảnh sát Berlin vào ngày 21 tháng 6 năm 2019 về cái việc mà hơn 400 người trẻ em của Việt Nam đã mất tích tại Đức. Và các bạn đang đứng trước trung tâm thương mại Đồng Xuân, và đây là cái nơi mà rất là nhiều người Việt Nam đi và đến. Và ở đây thì tôi xin đọc những cái thông tin mà cảnh sát đã đưa ra về cái việc trẻ em Việt Nam đã bị mất tích như thế nào trong cái thời gian mà tới Đức. Đây là cái thông tin mà tôi gửi tới các bạn, đây là cái thông cáo báo chí. Đây là thông cáo báo chí của cảnh sát Berlin. Ghi rất rõ là ngày 21 tháng 6 năm 2019. Vâng. Đấy. Cảnh sát Berlin và ghi rất rõ. Và đây là trong này cũng ghi là trung tâm thương mại Đồng Xuân là một trong những cái nơi mà những cái người mà trẻ em đến đây sau đó mất tích, bị mất tích thì cũng đã ghi rất rõ trong thông cáo báo chí của Berlin. Và tôi xin đăng cái tường thuật của cảnh sát Berlin về việc này bằng tiếng Việt để các bạn hiểu. Thông cáo báo chí của cảnh sát Berlin: cảnh sát Berlin phải đối mặt với tội phạm có tổ chức trong tất cả các khía cạnh. Biểu hiện của nó bao gồm đưa người nhập cư bất hợp pháp, buôn người và bóc lột sức lao động. Đó là những trọng tâm điều tra của cảnh sát. Hoạt động đưa lậu người Việt Nam qua Đông Âu là một hiện tượng mà cảnh sát đã biết từ lâu, đang được bài trừ thông qua các cuộc điều tra phức tạp. Berlin và Đức không phải là đích đến. Các băng nhóm đưa lậu người chủ yếu sử dụng tuyến đường bộ đến Đức, đặc biệt là tuyến đường bộ từ Ba Lan đến Berlin. Các tuyến đường từ Romania và Hungary cũng được biết đến. Berlin và Đức thường không phải là đích đến thực sự, mà chỉ là được dùng để làm trung chuyển quá cảnh mà thôi. Chợ Đồng Xuân Berlin là một địa điểm trung chuyển cho đường dây đưa lậu người, thường được dùng làm nơi ẩn trú an toàn trong khi chờ đợi để được tiếp tục đưa đi. Thường thường đích đến cuối cùng chủ yếu là nước Anh, đôi khi có một trong những quốc gia khác tại châu Âu. Bóc lột sức lao động: tuy nhiên, những người Việt Nam phải trả cho đường dây đưa lậu người tất cả số tiền đã thỏa thuận trước khi được đưa tiếp sang một quốc gia khác. Bởi vậy, trong các thời gian chờ đợi tại Berlin, họ được sử dụng cho các dạng lao động khác nhau, từ thu gom hàng hóa, dọn dẹp vệ sinh, cho đến các công việc quán ăn, nhà hàng, kể cả việc buôn bán thuốc lao động. Con số thanh thiếu niên Việt Nam mất tích được cảnh sát đưa như ra như sau. Những người Việt Nam nhập cảnh lậu bị bắt hầu như không có giấy tờ tùy thân. Họ đã khai tên tuổi tác với cảnh sát là dưới tuổi thành niên. Cảnh sát căn cứ vào khuôn mặt và vạn dáng vóc đánh giá là đáng tin cậy nên đã bàn giao cho cơ quan hỗ trợ trẻ em khẩn cấp của thành phố. Theo luật định của Đức, các trẻ em vị thành niên không có người lớn đi kèm, dù bị phát hiện ở bất cứ đâu đều được giao cho các cơ quan bảo trợ thanh thiếu niên. Thì tiếng Đức gọi là Jugendamt phụ trách, nghĩa là nhà nước Đức sẽ bảo trợ. Tuy nhiên, cơ quan bảo trợ không phải là nơi giam giữ. Nhưng chỉ sau thời gian ngắn, những trẻ vị thành niên này đã biến đi mất, đi đâu với ai, chẳng ai biết cả. Các cơ quan chỉ còn cách trình báo với cảnh sát, các đứa trẻ này bị mất tích. Cảnh sát Berlin cho biết, từ năm 2012 cho đến nay, có tổng cộng 472 trẻ em vị thành niên Việt Nam bị trình báo mất tích tại thủ đô Berlin. Nhưng phần lớn các trường hợp mất tích này đã được tìm thấy tại lại bằng nhiều hình thức khác nhau hoặc họ tự trở về. Các bạn đang nghe cái bản tường trình của cảnh sát Berlin vào ngày 21 tháng 6 năm 2019 về việc là 472 trẻ em Việt Nam đã mất tích ở Berlin trong thời gian qua.
và tôi xin đọc tiếp. Tuy nhiên, trong 5 năm gần đây, con số thanh thiếu niên Việt Nam mất tích ngày càng giảm. Năm 2014 có tới 127 trường hợp và năm 2018 đã giảm xuống còn 58 trường hợp. Phương pháp điều tra của cảnh sát Berlin như sau. Cấu trúc, tổ chức, phương pháp, phương cách hoạt động bí mật và sự bảo đảm bảo mật ở độ cao phức tạp đã làm phức tạp cho cuộc điều tra vô cùng. Chính vì thế mà Sở Cảnh sát Hình sự Berlin với cục 4 của nó tập trung vào các khía cạnh khác nhau của tội phạm có tổ chức và như thế cũng là tập trung vào các hoạt động đưa lậu người và buôn người. Mục tiêu của cảnh sát là gì? Giải thoát những nạn nhân khỏi sự kìm kẹp của những băng nhóm đưa lậu người và phá vỡ các cấu trúc mà tạo điều kiện cho một sự bóc lột có hệ thống như vậy. Đấy là cái chi tiết về cái thông tin thông cáo báo chí của cảnh sát ở Berlin được đưa ra vào ngày 21 tháng 6 vừa qua trong cái thông cáo báo chí này. Đây các bạn đã nhìn xem. Đây là thông cáo báo chí của Berlin và sau khi đăng cái thông tin này thì bản livestream này thì chúng tôi sẽ đưa những cái đường link này để cho các bạn trong và ngoài nước tự tìm hiểu, tự tra cứu những cái thông tin chi tiết về cái việc này. Đây là thông cáo báo chí của cảnh sát Berlin vào ngày 21 tháng 6 năm 2019 về việc là 472 trẻ em Việt Nam đã bị mất tích tại Berlin và cái đường dây đó thì được cho rằng họ cũng ghi rằng là có liên hệ với chỗ cái trung tâm Đồng Xuân này. Thì đây là những cái thông tin mà chúng tôi đưa cho các bạn để các bạn biết được cái những cái tình hình trong và ngoài nước về vấn đề là trẻ em Việt Nam bị mất tích tại Berlin như thế nào. Và đây là hình ảnh của những cái khu thương mại ở trong này và trong này thì buôn bán rất nhiều hàng hóa và tờ báo Đức đã ghi rất rõ là 474 trẻ em đã bị mất tích tại Berlin trong thời gian vừa qua. Và đây là một cái cú sốc rất lớn đối với cả những cái người Đức khi người ta đọc những cái thông tin này trên những cái phương tiện truyền thông đại chúng của Đức cũng như là các bản tin tiếng Anh dùng cho quốc tế. Và các bạn đang đứng trước khu vực trung tâm thương mại Đồng Xuân Berlin và tại đây là nơi mà trong những cái tờ thông báo cáo chí họ đều nói rằng là có cái sự mất tích của trẻ em. Và đây là hình ảnh của những cái người vừa qua và khi cảnh sát Berlin đã khi kiểm tra đột xuất một cái căn hộ ở gần đây thì họ có rất nhiều người Việt Nam ở trong đó không giấy tờ và có những người đã nhảy từ trên tầng xuống và họ đã nhảy rơi thẳng xuống nền bê tông và đã bị chết. Ở đây là cái hình mà cảnh sát Đức cán cái xác đó của thanh niên đó đi và nhiều người bị thương nặng. Vâng, đây là những hình ảnh xung quanh và các bạn cũng đã thấy đây là cái bến tàu điện mà nơi mà rất là nhiều người Việt Nam ở đây họ đi và đến dùng để phương tiện công cộng. Vâng, rất như các bạn đã biết thì ở đây ở Berlin tập trung rất đông người Việt Nam và chắc chắn rằng trong thời gian tới với sự điều tra của cảnh sát cũng như viện công tố Berlin và các cảnh sát của quốc tế tức là cảnh sát ở châu Âu thì sẽ đưa ra được rất nhiều những cái thông tin mà chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho các bạn. Đây là một thực tế mà những người trong và ngoài nước cần phải biết, những phụ huynh của những cái cháu bé này sang đến đây cũng cần phải biết để họ thấy rằng là sang đến Đức không phải là một cái điều dễ dàng và để định cư ở lại thì càng không dễ dàng hơn. Và hiện nay thì theo như chúng tôi biết thì cảnh sát họ đang tiếp tục điều tra và chắc chắn rằng sắp tới thậm chí sẽ có những cái cuộc bố giáp, vây lùng và điều tra lớn hơn trong cái cộng đồng người Việt Nam ở Đức nói riêng và đặc biệt là cho những cái cộng đồng mà ở Berlin đang có mặt ở đây. Vâng, cảm ơn các bạn đang xem và theo dõi cái chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức vào hôm nay, Chủ nhật 23 tháng 6, 2019. Và xin hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tuần vượt lần tới. Cảm ơn các bạn và các bạn hãy đặt những cái câu hỏi và những cái mong muốn của mình xuống dưới cái comment tha ở dưới này thì để chúng tôi sẽ tiếp tục truyền tải và tìm hiểu những thông tin để cung cấp cho các bạn trong và ngoài nước cùng biết. Và như các bạn đã biết thì những cái thông tin này là nó tiếng Đức nó gọi là negative, tức là nó không tốt đối với đất nước Việt Nam, cho nên là những cái báo chí trong nước chắc chắn họ sẽ không đăng hoặc đã đăng rất ít hoặc hạn chế và đăng không đúng cái sự thật. Thì chúng tôi vẫn tiếp tục phục vụ các bạn những thông tin thật nhất và cụ thể nhất để các bạn biết và những bậc cha mẹ, phụ huynh và những gia đình ở trong nước cũng biết vì con em họ đã phải vất vả như thế nào để sang những cái đất nước châu Âu này. Cảm ơn các bạn, chào các bạn.